Bạch sư, con hỏi là con nhớ trong video tứ niệm xứ thì sư dạy khi thiền không nên tụng niệm liên tục mà chỉ cần nhắc nhở bản thân một hai lần. Ví dụ sư dạy không nên niệm thở vào ra liên tục mà chỉ cần ý thức thôi. Vậy ở đây mỗi lần thở ra vào ta niệm buông có mâu thuẫn không? Mong sư Hoàng Nghĩa giải đáp. Thì cái việc mà niệm buông á, nó không thuộc trong tứ niệm xứ. Nó thuộc về quán sự từ bỏ, Nirodhanusati, quán sự từ bỏ. Nó không phải là thân thọ tâm hay pháp. Cho nên sư nói là con đường tứ niệm xứ không phải là con đường duy nhất. Và phương pháp sư hướng dẫn chẳng qua là được việt hóa từ Pali thôi. Chứ bây giờ quý vị ngồi mà niệm Nirodha, đâu có tác dụng. Tại mình không hiểu. Nhưng khi sư kêu quý vị niệm buông, quý vị hiểu. Cái quan trọng là cái chủ ý. Đầu tiên á, khi mà sư nói mỗi lần mà thở ra đó, quý vị niệm buông bằng cách liên tục nhắc nhở mình như thế thì quý vị sẽ buông được nó dễ dàng. Và khi mà quý vị thực hành một cách thuần thục rồi đó, thì ở đây quý vị sẽ chỉ nhắm đến sự từ bỏ. Lúc đó quý vị không cần phải niệm buông nữa, mà quý vị vẫn có thể từ bỏ được. Bởi vì khi đó chúng ta đã nắm được cái trạng thái của nó rồi, cái tướng trạng của nó rồi. Nhưng đó là cái chuyện xa xôi. Thành ra đó, việc nhớ nha, việc thực hành tứ niệm xứ là để cho chúng ta thấy được bản chất tam tướng ở thế gian. Còn việc niệm buông á, là để cho chúng ta từ bỏ. Cho nên hai cái này đó nó cùng đi đến một hướng thôi, nhưng mà cái cách vận dụng nó khác.